vì sao này thiện hiện vì tất cả pháp đều lấy không làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tánh không chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô tướng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô tướng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô nguyện chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô khởi vô tác làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô khởi vô tác chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô sanh vô diệt chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao vì trong vô nhiễm vô tịnh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô sở hữu chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy huyễn làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì trong huyễn, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy mộng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong mộng, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy tiếng vang làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tiếng vang chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy ảnh tượng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong ảnh tượng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bóng sáng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong bóng sáng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bóng nắng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong bóng nắng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy việc biến hóa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong việc biến hóa chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy ảo thành làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong ảo thành chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô lượng vô biên làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong vô lượng vô biên chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được